Nghe xa xa tiếng người con gái hát, có phải chăng là tiếng của cô The? Ờ mà không, cô The cổ đã đi rồi, đi theo tiếng gọi à. Vật chất kim tiền của thành đô. Đang hay thiệt là hay, tự nhiên rồi nó chọa cái họng nó vô kỳ cục ghê luôn, mà đưa đâu tuốt lên trên vậy cho biết, thì bực bội ghê luôn vậy à. Chào trân trọng nhất. Trời ơi, mày nghĩ sao mà tao, trời đất ơi, tao hiểu rồi, lúc này giờ người ta không có trồng chuối trong nhà, nó ta đem ra đường ta trồng mẹ nó rồi. Ăn mặc tao chịu nổi không, cái này mà ra đường mà xe không đụng nhau gì nó, tôi làm con liền á. Trời ơi, ăn mặc gì mà đánh vô trong mặt của người ta thấy mắt gớm à. Thôi biết đâu nó mặc vậy mà sao tự giờ security chưa hốt nó ra vậy không biết nữa. Trời ơi, nó đứng chi mà cho loạn hết trơn hết trọi. Mà em biết nó có nỗi khổ nó mới mặc bộ đồ này, nên nó lãnh 800 đồng tiền mental mỗi tháng đó. Nhìn có nổi dệt không? Nổi dệt gì? Nổi dệt gì? Trời ơi, con nó ăn mặc kìa. Gì? Nó biết về quê á, đi ngang qua cầu khỉ. Đi ngang cầu khỉ mà bả chơi quần một ống. Trời ơi, bả mặc quần kiểu này hả? Đi ngang qua cầu khỉ cá nhìn lên cá chết mẹ hết à. Ai biểu nó nhìn chi cho chết mẹ, nó liếc là được rồi. Trời ơi, cỏ cọc giòn nhỏ này mà lội dưới ruộng hả? Đĩa hút máu nó, đĩa dễ thành đạch, đĩa chết cha hết à. Kệ, máu tên nó hút mà nó dậy đành đạch nó chết rồi, còn mãn nguyện còn hơn máu mày nó cũng hút mà nó chết không nổi nó mới nhột mày, hiểu không? Mặt mày ghét à? Cái mặt mày dễ ưa quá à. Xếp mặt mày dễ thương quá à. Trời ơi, bản mặt gì đâu mà thiệt hình xấu gì mà thấy ớt luôn, nhìn mà thấy gớt nè. Quen lắm. Thị the phải không? Hai càng phải không? Đúng rồi, hai càng thị the. Ngâm người nhìn nhớ nghe ngâu nhìn nhớ nói không nên cảm ơn hát vợ mà vỗ tay quá. The à, trời ơi, hai càng anh khỏe không? Anh khỏe. Trời ơi, tội nghiệp anh lâu quá rồi gặp lại rồi, lúc đó ba má anh sanh đã xấu rồi, bây giờ anh còn xấu thêm đó. Tội nghiệp quá à. Cha sanh mẹ để anh xấu vậy đó. Dạ. Thế anh hỏi em nè. Dạ. Tự nhiên tại sao em bỏ làng bỏ xóm đi mất biệt vậy? Ờ thì anh nghe đồn đúng không? Nghe đồn cái gì? Anh nghe đồn em bị bắt cóc hãm hiếp, bị chặt ra thành từng khúc, cái đầu quăng ở Atlantis, cái đít quăng ở Atlanta, còn cái bộ da quăng ở Oren cao tỳ á. Anh nghe đồn vậy đó hả? Ờ. Trời, em mới nghe đồn cái tin này còn giật gân hơn nữa nè. Có cái thằng đó nó không có được trắng lắm mà chơi bộ đồ chó mắt mang đầu vuốt ra tới cửa người ta giết chết tụi mày đó đó. Ủa sao giống anh vậy? Ông với ai? Ủa? Nghĩ sao tự nhiên mới gặp nhau chưa hết mừng nên em mỗi trời em đi đâu nghe đồn bây giờ em bị bắt cóc bị hãm hiếp rồi cái đầu áp lên xíu thì biết rồi áp lạnh tả bộ giả ở hồ thì anh cạo tị. Thằng nào mà nó giết tôi mà nó chịu khó nó quăng nhiều nơi ghê à. Nó quăng cái kiểu đó nó đi tốn tiền vé máy bay thấy bà nội nó luôn à. Vậy chứ tự nhiên bỏ đi đâu không một lời từ giả với bà con lối xóm với anh vậy? Không phải là em không muốn từ giả với bà con đâu, mà tại em ra đi là vì hoàn cảnh nó đẩy đưa. Hoàn cảnh nào đẩy đưa? Xe hơi nó đẩy đưa. Ủa xe hơi đẩy đưa làm sao? Đâu làm gì đi nè, em nói cho anh nghe là một ngày kia em cũng mặc bộ đồ lụa bà ba trắng chứ không phải là bộ này, hiểu không? Rồi người ta trong khi mọi người đang làm em đi chơi vậy đó, em đi chơi tung tăm tung tăng cái mời em đi chơi vậy nè. Rồi cái phía sau cái nó bóp kẹn tin anh biết rồi, cái miệng em không chọc mà em còn kiếm chuyện em chửi chứ đừng nói mà nó chọc em, hiểu không? Em mài mỏ lâu nay sẵn đầu bữa nay trời vũa nhẹ là em chơi thôi, hiểu không? Trời ơi, em quay ngang em định chửi nó, trời ơi em nhìn cái bản mặt nó xong em không còn nói được câu nào, em chỉ còn thì thào nói thôi anh ơi giờ em về anh muốn mừng gì anh mừng anh ơi. Ủa vậy làm sao? Là nó đẹp trai quá đó hả? Vậy mà cũng hỏi nữa à. Rồi cái xong cái em cũng nhìn nó em chỉ hát được một câu nhìn mặt anh mà em chối mắt là vàng trên người anh đeo. Trời ơi.
Nó giàu quá anh ơi. Em không chờ nó hỏi câu nào trong nó chỉ dòm miệng định hỏi đi không. Em nói đi rồi em phóng lên xe em không kịp đem quần áo mẹ vậy trơn trọi đi luôn. Với nó luôn đâu có từ giả ai đâu thấy ai đâu từ giả. Xe ơi trời em đi xe nói em có được hạnh phúc hay không? Trời em hạnh phúc lắm anh biết không? Em muốn vàng có vàng, muốn tiền có tiền, muốn đô la có đô la, muốn hạt sàn có hạt sàn. Nó thương em đến mức độ mà nó bán em hồi nào em không hay luôn. Vậy là sao? Tao ở lại vậy nè, một buổi sáng đẹp trời hai đứa cũng đang ngồi tâm sự có cái bà kia tới. Hiểu không? Xong cái đưa cho nó cái nguyên cái cọc tiền, cái nó đưa bỏng miếng giấy hai bên cái rẹt 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 cái xong nó nắm đầu em nó rồi đi theo quả đi bà. Em đừng có đi. Thì đó, em cũng đâu có đi. Mà thằng chồng em nó có nhiều cái đồ chơi không có đụng hàng, hiểu sao, không? Sao? Nó anh biết cái đồ bắt chó không? Biết. Cái dây đó, cái dây chó đang đi tưng 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 bắt chẹt 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 dính vô ẵn 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 ẵn. Hiểu không? Nó bắt em đi vậy đó. Ủa vậy là em nó kêu em đi xong nó thấy vậy nó bắt em cái giò em leo trên cái mặt em đi xuống dưới đất hỏi anh ở hay đi. Ôi há đi đi em ơi, ở lại là chết chứ nó. Thì đó, xong em mới đi. Trời em nói anh nghe mà em đau khổ lắm. Thì thè à. Nhanh. Gì? Ê hai cái tên thị the chú lè chú lét ta đã bỏ lại làng quê rồi nha bạn. Bây giờ mình lên Sài Gòn rồi quần hai ống mình cắt còn có một ống là hiểu mình rồi. Trời ơi. Mình không còn tên thị the nữa, xin lỗi bạn, mình đổi tên rồi nha. Em đổi tên gì? Biết con Trà Hoa Nữ không? Biết, Trà Hoa Nữ nổi tiếng lắm. Đó, nó nổi em mới đu theo nó chứ cái mặt anh không nổi anh mướn em cũng không đu theo nữa hiểu không? Nó cũng Trà Hoa Nữ, em muốn người ta thần tượng và ấn tượng em cũng lấy trà mà không phải Trà Hoa Nữ. Gì chứ trà gì? Trà Hoa Dạng Thọ. Em ơi sao nhiều bông đẹp lắm em không đặt mà đặt bông Dạng Thọ. Dạng Thọ nó sống dài. Hả? Mày thấy ta cúng Dạng Thọ không thấy không? Hả? Còn mấy bà kia bày đặt cũng đi làm mà bày đặt đổi tên cho đẹp sợ tên xấu. Ê qua Lài rồi qua Thủy Tiên rồi qua Cút rồi qua hai này nọ kia bây giờ chết bà nó hết rồi. Ủa sao chết vậy? Bị bệnh chứ. Bệnh gì? S. Bệnh S là bệnh gì? Sida đó. Ủa sao bị sida vậy? Muốn biết sao bị sida mai mốt tao cho địa chỉ từng đứa mày lại mày hỏi đi xong đánh vô trong mặt mày cho mặt mày sưng như Hà Bá vậy á. Ở dưới ta hiểu trơn trọi nó thì nó hỏi tụi hoài vậy à. Ê cái đầu mày trong đó chắc tà hủ không chứ không có ốc ác gì tao đâu phải không? Ê ba má mày gắn cái đầu lên cho đầy đủ đầu tay chân đi lắc lư với sao sao chứ mẹ muốn suy nghĩ gì vậy phải không? Không phải. Tại anh ở dưới quê không có biết bệnh S bị sida là bệnh gì hết trơn á. Ở dưới quê không biết mà nhiều chuyện như quỷ kìa à. Đụng cái hỏi trả lời má khẩu à. Em ơi, vậy em đi lên Sài Gòn em làm nghề gì trên đó? Trời em nói anh nghe, cái nghề em không bao giờ nói bình thường được. Cái nghề em phải hát. Em hát rồi anh đoán cái em làm nghề gì nha. Ừ. Nghe em hát nha. Ờ. Ghê gớm và phức tạp ly kỳ lắm nha. Ừ. Khi biết em mang kiếp cầm ca đến đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Tao làm nghề gì? Anh biết rồi. Nghề gì? Em làm nghề ca sĩ. Nghề ca sĩ nói mẹ ca sĩ đi hát em muốn lòi họng luôn rồi trời. Tại vì em nói khi biết em mang kiếp cầm ca làm ca sĩ. À hiểu rồi, bị cái đầu nó đơn giản thôi, nó không có nghĩ gì trơn rồi. Ca sĩ hát cầm ca là ca sĩ. À. Mai mốt tao đổi cái bài chút. Khi biết em mang kiếp cầm loan là tao đi xin tiền. Ê mày tao nhiều khi tao nghĩ mày có phải là người không? Chắc em... mày ở hành tinh khác mày xuống đó phải không? Nói chuyện khó hiểu quá à. Tôi mệt quá, ông này ông đơn giản, tôi không có hiểu. Bây giờ vậy là tôi không hát nữa à. Nó phức tạp lắm, bây giờ tôi kể chuyện cho anh nghe, anh đoán nghề được không? Ừ được, được. Anh biết cái tuồng ngày xưa thiệt là nổi tiếng nửa đời Hương Phấn không? Biết. Đó con nhỏ dai chính ở dưới quê nó tên gì? Nó tên Hương. Tên gì? Tên The. Đó, rồi tôi ở dưới quê tôi tên gì? Em tên The luôn. Rồi lên Sài Gòn nó đổi tên gì? Tên Hương. Đó, tôi cũng lên Sài Gòn tôi đổi tên gì? Trà Hoa Dạng Thọ. Nó làm nghề gì? Nó làm gái. Vậy suy ra tôi làm nghề gì? Em làm gái. Ha! À! Trời ơi! Bởi người ta, con The nó làm gái. Bà con cô bác ơi, con The làm gái. Bởi được. Ê dòng họ mèo đó, dòng họ ngựa. Tao đâu có mượn. Tạm ơn ông nội ơi, con làm cái nghề đó, con trốn chui trốn nhủi. Con bữa nay con về quê là con đứng xa xa, con mới dám nhìn mọi người. Mà ông ra tự nhiên ai mượn ông, tôi đâu có trả tiền quảng cáo rồi mà lao mà sợ mà trơn trọi vậy. Bởi đây là con The làm gái, con The nó làm gái. Tạm ơn rồi cả sớm rồi nguyên một coi như bao nhiêu người kéo lại tao ký tên sao kịp mày. Ai mượn em thiếu gì ngày không làm tự nhiên đi làm gái là sao? Em đâu có muốn đâu. Tại vì mà sao mày nói nghe đâu phải là muốn là được đâu. Trời cho em nói không phải nhỏ nào muốn làm như em cũng được đâu. À. Trời cho làm như sinh ra là phải làm cái nghề đó vậy. Ừ, em
em nói nha. Xong rồi em với bà đó làm như hợp tuổi anh ơi. Đi theo bà mặc dù cũng có hơi đại khái là cũng bức xúc lắm, nhưng mà trời ơi tao đó bà đang ế anh ơi, trời tao đang ế chảy nước luôn, vô đó toàn là mũi không mà không có người, hiểu không? Vậy mà em về một cái khách vô nườm nượp xong riết rồi em bỏ sỉ còn không có bỏ lẹ. Trời ơi trời ơi, em làm cái nghề đó em sống á hả? Trời ơi, thì bây giờ phải làm thôi, trời đang làm ăn được, dễ sợ, đang ngon lành rồi tự nhiên có một quỷ họ Từ nào nó vô nó bỏ tiền nó chuột em ra, chịu nổi không? Từ Hải phải không? Trời ơi, làm như tôi thi kiều của Từ Hải. Từ mà không phải Từ Hải. Vậy chứ Từ gì? Từ Trần. Ba nó tên lìa đời, hai cha con sắp nắm tay đi rồi mới đặt tên vậy đó, hiểu không? Trời ơi, tự nhiên tôi đang làm ăn được cái nó đem mất tiêu cái sổ tiền của tôi là sao? Nhưng mà người ta vô ta cứu em phải mừng chứ, tại sao em chửi người ta? Tao làm ăn được cái tao có ế, tự nhiên cứu tôi là chi? Hả? Mà anh nói cũng đúng. Đúng rồi, người ta có câu này nè, chính phương thì cũng phải chừa một phương đi lấy chồng, đúng không anh? Đúng trời rồi. Trời ơi, chứ là em cũng lấy chồng. Em lấy chồng như bao nhiêu cô gái khác. Em lấy chồng. Trời ơi, anh biết không, trời ơi, đêm tân hôn cũng diễn ra. Đêm tân hôn lần đầu tiên, trời ơi, hồi hộp xúc động, trời ơi, hồi hộp. Lần đầu tiên đám cưới chứ không phải là lần đầu tiên mới biết đàn ông nha. Hai cái đó phải rõ ràng nha, hiểu không đó? Tao nói trời ơi, cái em muốn cho nó ấn tượng, em mặc cái áo cưới anh. Cái đuôi áo á, em ở đây cái đuôi nó nằm ở khu đau thao mà. Chứ dài dữ vậy? Cho nó rối chân, hiểu không? Em muốn cho cả nước Mỹ biết á là em đang đám cưới vậy đó. Xong mà bullet nó thấy bực bội quá, nó chặt mẹ cái đuôi em còn con khúc. Rối quá, hiểu không? Nhưng mà thôi kệ, cũng ấn tượng đi. Trời em hồi hộp lắm. Đêm tân hôn em hồi hộp, em họ không biết làm gì cho bớt hồi hộp. Ôi dồi, em thấy chuối. Em chơi nguyên nãy chuối cho nó bớt hồi hộp. Em ăn một hồi nguyên nãy luôn anh. Tội thiệt, bớt hồi hộp thiệt anh. Trời ơi, cửa phòng xịt mở. Em chạy tới, ảnh chạy tới. Anh, em, hai đứa đi ôm nhau chưa? Cái chả lăn chả chết. Ủa sao chết vậy em? Sao gì, có nguyên do chứ. Nãy ăn chuối dùng vỏ chuối tầm lum hết trơn, trời chạy nhanh quá trời, vỏ chuối té bể sọ não chết tại chỗ chứ nguyên do gì, hiểu không? Trời ơi, ai suối ăn chuối làm chi mà cho chết chồng vậy trời? Đâu có suối đâu, kể từ đó em hận chuối vô cùng vậy đó. Trời ơi, chính vì chai chuối đã cướp đi mạng sống của chồng em. Trời ơi, cái tên là em nói trời, sau đời tôi bạc bẽo mà không anh. Trời lại ban cho em một người chồng thứ hai anh. Một người? Trời ơi, chuyện này em giữ gìn kỹ lắm, em không làm rối nữa. Em mặc cái áo ngắn từ đây thôi, để chạy tới chạy luôn cho nó dễ, hiểu đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, thế là cũng hồi hộp nữa, từ cái tánh em nó hồi hộp kỳ cục vậy đó. Em hồi hộp trời, thấy chuối không ăn. Đúng rồi. Kỳ này hận chuối không ăn chuối. Chuyển qua ăn nho. Ăn nho chắc ăn. Ăn nho nó bổ mà nó không nguy hại đến tính mạng người khác. Trời cũng hồi hộp cái trời ơi, cửa phòng xịt mở. Anh bước vào, em bước tới, chạy tới. Hồi anh, cái em sắp tới gần ôm nhau rồi, cái chả lăn chả chết nữa. Ủa sao chết nữa vậy em? Sao gì? Tại bà kìa, bà làm gì bà thương chồng, bà làm gì bà công dung ngôn hạnh lắm vậy đó. Người ta xỉn rượu thì ta chỉ trúng gió sơ sơ, vừa uống thuốc cảm là hết rồi. Rồi bà đặt như bà săn sóc chồng lắm. Bà đem là cái rội nè, rồi cái ăn con nè, xong lửa nè, bà chăm chích giác hút, chăm chích giác húng phượt phỏng trái chết tại chỗ luôn. Trời ơi. Nó chạy được mấy bữa cái nó giật tập chết luôn. Chết mà trên miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Trời ơi. Anh không ngờ đời em khổ như vậy đó ta à. Trời ơi, em nói trời ơi, sao tự nhiên hai đời chồng lại ra đi như vậy, tôi buồn lắm. Trời ơi, cái tự nhiên trời làm như không phụ cái lòng của em nha. Hai người. Trời ơi, tới một lúc hai người làm sao mà em có thể đối động trời. Các em, anh đừng anh ơi, anh đừng thương em bởi vì em có cái số sát phu. Hai anh đó rất là bình thản và nói hai thằng anh có cái số sát thề. Bằng chứng hai con vợ ở nhà vừa mới chết mới kiếm tới em là trời ơi. Là em nó chết vậy là hai xác gặp nhau, chuyến này khỏi xác luôn đâu. Rồi em giải quyết sao? Mà hai thằng làm sao giải quyết, trời ơi, có một mình là thân này giết sẽ làm đôi. Cái là trời, em không ngờ em nghĩ một kế thông minh anh. Sao? Em qua test xịt em mua hai cây súng. Đưa mỗi thằng một cây. Em đứng giữa em nên này, hai thằng thương chị bắn nhau, thằng nào chết tao chôn, nào sống tao lấy. Trời ơi. Em không ngờ em nghĩ một cái kế ác độc như vậy mà. Cái mặt em ác hồi nào em cũng không hay mà. Em đưa mỗi thằng một cây, em đứng giữa. Em không dám nhìn nó luôn, em nhắm mắt mà em đến thanh này. Tôi đến 1, 2, 3 tôi bay bắn nha nha. 1, 2, 3 đùng đùng. Thằng nào chết? Không thằng nào chết. Chứ sao? Em bị thương. Ủa sao kỳ vậy? Kỳ vậy, lúc tỉnh dậy nghe mọi người, lúc ta chở vô bệnh viện ta kể lại. Ta nói hai con quỷ này nó cũng có đẹp lắm mà cũng nó cũng mất nết mà nó ác độc quá. Nó xem mạng người như cỏ rác, tự nhiên nó kêu mình bắn nhau, lỡ hai thằng chết hết thì sao? Thôi thì bây giờ trước khi đi dạy cho nó bài học, hai thằng nó ghim súng ngay cái giò em, nó quất bang bang, em té. Trời. Vậy đó.
Anh không ngờ đời em quá khổ thế à? Khổ lắm. Em nói anh nghe, chắc là ông trời đang trêu em thôi. Ông trời trừng phạt em. Anh biết không, em biết em xấu hổ làng xóm lắm. Em về đây em chỉ gặp ba mẹ em chỉ đứng nhìn xa xa thôi. Em không dám gặp mặt ông bà. Nhưng rồi là gặp anh là người đầu tiên cho em gửi lời thăm ba mẹ em. Tạm biệt anh em. Thế à? Hả? Tại vì em lấy chồng không đúng đối tượng đó. Lấy sao không đúng đối tượng? Em lấy chồng thầy giáo đi. Không, em không lấy chồng thầy giáo đâu. Tại sao? Sách vở luôn luôn gối trên đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh ơi trả bài mẫu. Anh biết rồi. Gì? Anh biết rồi. Gì? Hay em lấy chồng bác sĩ đi. Không, em không lấy chồng bác sĩ đâu. Tại sao? Ông chích luôn luôn nhớ trong đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh nói chích vào đâu. Trời ơi, không bệnh mà chích thuốc miết à, nhớ tao ngậu à. Anh biết rồi, anh biết rồi. Đây. Hay là em lấy chồng bu lít đi. Không, không, em không lấy chồng bu lít đâu. Tại sao? Súng đạn luôn luôn nhớ trong đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh nói bắn vào đâu. Trời ơi, cửa nào cũng chết đó đâu nào ơi. Thôi anh đừng an ủi em nữa. Em biết là anh an ủi em thôi. Em vẫn chơi với anh. Có lẽ là trời trừng phạt em. Tại vì em đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát vì em. Vợ chồng người ta đang hạnh phúc, em làm tan nát rồi. Con xa cha, vợ xa chồng. Cho nên ông trời ông trả báo em đó anh à. Em tạm biệt anh giữ sức khỏe. Gặp ba má em cho em gửi lời thăm ba má. Nói là kiếp này em không có là một đứa con ngoan hiền được. Em làm ba má xấu hổ vì em. Em đi nha. Thế à? Em định đi đâu? Đi tu. Em đừng có đi tu. Sao vậy? Chùa không dám chứa em đâu. Sao biết hay vậy? Ủa có rồi hả? Trời ơi, bữa lên trên đó định quy y xong lên quậy quá mấy ông đuổi đi. Trời ơi, sao hay vậy? Thầy ơi, nếu như có một người sẵn sàng mở rộng vòng tay để chờ đón em có bằng lòng hay không? Giờ chắc không còn thằng nào ngu vậy nữa đâu anh ơi. Có. Không có. 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 Có hai càng sẵn sàng banh càng để kẹp em. Tao ổng làm như ổng cua ghẹ vậy, banh càng kẹp em. Ông chỉ có nước ba khía chứ cua ghẹ gì đâu đây ông cậu. Anh nói thiệt mà. Nói gì bấy lâu nay anh không có cưới vợ, anh vẫn chờ đợi em hả? Anh vẫn yêu em và vẫn chờ đợi em, anh thề đó. Chứ không phải mày xấu quá, mày khùng nữa, không ai đứa nào thương em, mày xạo xạo, chờ chờ. Thôi kệ, đời em cũng tan nát rồi, em hốt mẹ cái hụi cho hốt này em xài đỡ. Anh ơi chị, nhưng mà anh bỏ qua quá khứ của em, anh không có trách phiền gì hả anh? Thầy ơi, quá khứ không có quan trọng đâu. Điều quan trọng con người làm lỗi, biết vươn lên làm lại cuộc đời, đó là điều tốt. Ê, em sẽ vươn lên. Em hứa nha. Dạ. Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? Rồi thì từ từ đi. Bằng lòng đi em về với quê anh. Trời, về quê nữa hả? Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Trời ơi, cù lao buồn thấy bà, còn dòng một sông nữa. Một vườn cây xanh, hoa trái thơm hương. Trái rồi không ăn thuyền được hả? Thuyền ngại qua sông, nụ cười dễ thương. Bằng lòng đi em, từ anh từ dắt qua cầu. Cầu gì? Cầu tre. Trời ơi, mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Cầu tre còn mùa mưa buồn bằng bà. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Đổi nhà ngói về đi. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu xiêu, dòng sông chạy liêu xiêu, em thấy anh là nhỏ xíu có chút chiêu chứ em thương à. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muộn khóc mình anh ca điều lý qua cầu. Vui hai buổi đến sân trường.
cổng trường làng hai đứa đợi mùa thi. Nhớ ngày nào anh dẫn em đi từ Việt Nam đi về qua Cali, mỗi độ xuân sang qua mai vàng đua nở trên làng tóc em anh cài mô bông vàng. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé. Khúc dân ca bắt cầu em tới ngàn trùng xa, dù nắng dù gió nhớ thương nhau điều lý qua cầu. Thương nhau hát lý qua cầu, bờ tre không trút thương tình quê hương. Bằng lòng đi thôi. Bây giờ không nói bình thường với ông nữa, tôi mượn âm nhạc để tôi nói cho ông hiểu hết. Nghe đây nè. Không hiểu. Tao hơn nói chứ hiểu hết trơn, tao cười hết trơn hết rồi, tao hiểu hết, nó không hiểu mẹ gì hết trơn rồi à. Thôi được rồi, tôi nói cho ông nghe, tôi chắc bây giờ qua đây mình phải cho Yến Liệt nó mới hiểu không. Hả? Chứ mình không thể nào mà mình nói tiếng Việt bình thường được. Bây giờ nghe tao ca tiếp Yến Liệt cho mày nghe đi nè. Anh Quỳnh Phi Nhung chú Văn Trung vô tá lạ, mày hiểu chưa? Anh không biết, anh lết, anh không hiểu. Ê, tao nghĩ ba má mày gắn cái đầu lên cho đủ tứ chi mày, cho có đầu có tai có chân vậy thôi, chứ đầu mày trống toàn tà hủ không, chứ không có bác vậy trời, phải không? Không có. Vợ chồng đang chung sống với nhau, tự nhiên em nói không còn yêu anh nữa, anh không hiểu gì hết. Sao mệt quá trời, thằng này sao tự nhiên nó ngu mà triền kiếp, nó không có khôn đột sức miếng nào hết trơn á trời á trời ơi. Nó ngu nó giận mình nó hết trơn á trời. Thôi được rồi, tôi nói em nghe. Thôi bây giờ mình nói về đi. Nói mà còn tình còn nghĩa thì mình chia tay anh nhé. Nói mà mất hẳn thú tính luôn là tao bỏ mày. Mày hiểu chưa? Anh hiểu rồi. Đó. Cái thằng này làm như em chân thú tính nó mà hiểu hay sao á. Chứ bình thường nó không hiểu gì hết trơn trời à. Mình ơi, anh quỳ xuống anh lại. Mình anh gian sinh mình đừng có bỏ anh mà. Anh quỳ lại mình mà đừng có bỏ anh mà. Trời ơi, tao nói chắc ba má mày ngày xưa nuôi heo không chừng lời hơn nuôi mày á. Tao nghĩ sao mà, tao nói cho ông nghe, tao giải thích cho ông nghe nào. Ba má ông cực khổ 9 tháng 10 ngày nuôi ông, tôi nói thiệt ông cực khổ lắm. Mà tại sao bây giờ tuyệt có việc người con gái đại khái nó cũng quá trời xinh đẹp đi. Mày mê nó chết đuối chết đắm rồi. Nhưng mà tao đâu phải cần mày phải quỳ xuống mày lại tao vậy. Mày hiểu không? Mày lại dịp ba má mày làm sao nhìn mặt mọi người tao nói mày nghe. Mày hiểu không? Mày không xỉu là tao cũng té ra xỉu bà nữa rồi.
Tôi sống với thằng này tôi mệt mỏi về cái hơi quá. Mình ơi, anh gian sinh mình, anh quyện lại mình đừng có bỏ anh. Trời ơi, tôi mệt mỏi quá, tôi bực bội ông lắm rồi, ông hiểu không? Anh lại mình mà anh hiểu. Lại cái gì mà lại, trời ơi, ông làm cái điều này ông có thấy nhục nhã không? Đàn ông lại lục gian sinh tình yêu đàn bà là nhục nhã hả mình? Quá nhục. Còn đàn bà đi cua đàn ông thì sao mình? Nhục hơn. Con quỷ nào mày nói tao tát ở trong mặt nó cho con quỷ cái nào ngu dễ sợ, tao đi tìm cột, cái cột nào đi tìm tao, mày nói điều nhỏ nào tao tát ở trong mặt nó, rồi mày nói đi. Bà đó chứ ai. Bà nhớ không? Ủa sao tôi mà tôi không nhớ vậy? Lúc đó tôi làm việc kìa, tôi về thăm quê hương á. Trời, bà đang đứng cây lúa dưới ruộng á, bà gặp tôi đi ngang qua, bà ngất cây xe đấm, bà cầm nguyên đống mạ bà giọng vô trong họng bà đó. Trời ơi, nhớ rồi. Con nhớ tới cái việc kiều của ông, con nổi hết da gà rồi ông ơi. Trời ơi, đúng rồi, nhớ chứ. Ngày xưa việc kiều ông về nước, đúng rồi. Lúc đó tôi đang tung tăng ngoài ruộng, đang đi tung tăng trên ruộng vậy nè. Mọi người cấy lúa cực khổ, tôi đi tung tăng chơi vậy đó. Cái trong sớm mới nói có việc kiều vậy, tôi nói chắc chắc có việc kiều, cậy mẹ phóng ra kiếm được chút nào hay chút đó rồi. Nói việc kiều mà, trời ơi, lá quả tâm tinh trưng trước mặt tôi một thằng việc kiều, áo màu xanh, quần màu vàng, đôi dép màu đỏ, nó trâu thêm cây dù bảy màu đó. Tụi tôi nói chích chá đâu phải việc kiều, cái này đòn xiết về rồi. Mà không phải xiết thường này, xiết thú á. Có ai mà giữa trời nắng chang chang mà trâu đồ vậy không? Mai ta không có trâu bò cho nó hút mày thấy bà mày đâu. Bữa đó ta chỉ có nắm lúa ta ngậm thôi, chứ ta nuốt luôn là bây giờ ta cũng chôn rồi, ta không còn sống đứng đây đâu. Việc kiều nghe em té ngửa à. Mình chê tôi thậm tệ như vậy, tại sao ngày xưa mình bằng lòng lấy tôi? Trời, vậy mà cũng hỏi, cũng suy nghĩ nữa. Tại sao ông quá sâu mà tôi quá đẹp mà tôi lấy ông, là tại tao muốn đi qua đây. Đúng không? Trời ơi, ông đâu có biết cái nỗi khổ của tôi nó đau đớn như thế nào. Không biết nhiều khi tôi nằm ngủ bên ông, tôi muốn ngủ ngon, tôi muốn có cảm giác vợ chồng, tôi phải tưởng tượng cái mặt ông là Mạnh Quỳnh. Thì mới ngủ ngon được, mới sống thêm dài lâu được, hiểu chưa anh? Mình chê tôi tạm tệ, vậy là tôi đã bị lầm rồi. Trời ơi, never đi, không có chuyện lầm, lầm tôi mới là người lầm. Tôi đã lầm theo anh qua đây, để giờ đây nghe cây đắng bờ môi. Mình lầm gì mình nói tôi nghe. Trời ơi, ngày xưa, trời ơi, mình công nhận tôi đi cua thằng Việt Kiều này trước đó. Tôi ráng, tôi cắn răng, tôi nói kệ bà, nói nhà tranh cũng như nhà ngói khi tắt đèn thôi. Trời ơi, dẫn nó vô cái ụ rơm là không còn thấy mặt nó nữa. Em mới ngồi em tán tỉnh nó. Em mới hỏi chứ anh bên kia làm gì. Trời, nó trả lời ngon lành, anh là bên kia anh làm coi như là cái công việc anh không có lệ thuộc ai, anh thích làm thích nghỉ nghỉ. Em nói chết cha, làm vậy là làm boss rồi, là làm chủ mới làm vậy đúng không? Trời ơi, qua đây phải đâu, nó đi cắt cỏ. Cắt cỏ muốn làm muốn nghỉ nghỉ không phải sao? Thì đó, bữa ông nói mẹ nó cắt cỏ đi, ông nói chi rồi để cho tôi tưởng tượng. Chưa, mình mới hỏi tiếp cho anh ơi, vậy rồi ngoài cái việc làm rồi anh sẽ làm gì nữa không? Ngoài việc làm anh còn đi học. Anh nói chết, trời ơi, nó làm chủ mà nó còn học là nó có cầu tiến. Cái thằng này nó có ý dương lên quá rồi. Lấy nó là ngon, trời qua phải đau. Nó đi học gì biết không? Nó lái xe xỉn mẹ bà. Nó là bác cảnh sát, bác đi học luật số tích kịch. Học số tích kịch cũng là học dạ. Còn chưa đâu, hỏi cuối tuần anh có đi chơi nên hay không? Anh không bao giờ mà anh lạm dụng cái thời gian như vậy. Anh phải dành cái thời gian cuối tuần làm một cái việc gì có ích thiệt cho mọi người này kia. Hỏi làm gì, trời, qua vai đau nó đi lụm rác của freeway. Thì hỏi ai, làm tôi làm hay là anh làm? Mình ơi, mấy cái chuyện này anh giấu mình kỹ lắm, mình sao mình qua đây mình biết hết trơn vậy? Ủa, tao rảnh quá, tao qua tao đâu có biết tiếng Anh tiếng U đâu, có ai mướn tao làm, tao rảnh phải đau chân chi. Hả? Tôi phải phai đau con người của ông ha. Đó, tôi biết rõ về con người. À không, bây giờ mình phải chơi yến liệt thôi đó. Cái con người là people. Mới học được mấy chữ giờ tao chơi với mày nè. People, biết rõ về cái people của anh. Để biết được cái trắng đen là cái last and white. Cái last and white để biết anh có một cái núp lùm nào để tôi dẫn đến cái sự cancel đó. Nói tiếng Anh hết hồn chưa? Ủa, cái núp lùm là cái gì em? Thấy không, 6 năm rồi ở đây mà không biết cái núp lùm là cái gì. Cái núp lùm là cái sự rắc rối. Ủa, pop lùm hay là núp lùm? Núp hay pop gì, miễn có cái lùm là thấy nó có rắc rối rồi. Trời ơi, Mỹ nào không bắt lỗi mà nó kêu nó bắt lỗi hoài à? Trời ơi, quý vị coi, mày thấy tự do Mỹ nó có nói tao tiếng nào không?
Vợ tôi nói tiếng Mỹ giỏi ghê vậy đó. Tao nói mà nó còn á khẩu chứ đừng nói mày. Bữa tao nói chuyện với nó là tao cái cái nó hỏi what what, tao nói what what gì. Nói không chịu nghe, what what what. Nói là phải nghe, cái tiếng của mày tao nói mày phải nghe, hiểu không? Mày nghe không được người ta nhìn vô tao quánh da mày chứ không có quánh da tao. Trời ơi. Trời ơi. Mỹ mà còn đứng cứng họng với tao chứ đừng nói mày. Mình ơi, anh nói mình nghe nè. Gì? Nhiều người bảo lãnh vợ người ta qua đây nè. Gì? Ta đâu có lo cho vợ người ta đầy đủ đâu, còn anh lo cho mình đâu có thiếu thốn một thứ gì. Trời ơi, còn nói về phương tiện vật chất. Trời ơi, nghe xót xa. Em có nhỏ bạn mới lấy chồng qua đây có 3 tuần thôi. Hai đứa ngồi tâm sự. Mới nói cái nó nói chồng mày dẫn mày đi đâu rồi. Cái nó thôi tao nhường mày tại mày mới qua mày nói trước đi. Cái nó nói trời ơi mày biết không, chồng tao dẫn đi shopping cũng thường, đi Donald Trump, rồi Moosey, rồi Elvy, rồi Stacey, rồi kia kia. Cái lưỡi nó muốn đụng tới con mắt. Trời ơi, còn nó hỏi tới em đi shopping đâu, cái lưỡi em nó thụt mẹ vô trong luôn. Sao vậy mình? Em chỉ nói được thì chồng tao dẫn tao đi shopping ở Target với Walmart. Hai chỗ đó chạy tới chạy lui, bây giờ thành khách VIP ở trong đó rồi. Em bây giờ mua đồ trong đó khỏi get line. Baby tao con bồ Mỹ đen ở trong á. Mình ơi, anh có khả năng nhìn lôi cho mình mấy nhiêu đó mà. Là chưa đó nha, đó là cuối tuần mới dẫn đi hai cái chỗ đó. Còn giữa tuần đó, nó đưa em cái chỗ mà tối em ngủ em nằm em mớ em la lên hoài luôn. Chỗ nào vậy mình? 99 cent anh, trời mua gì nó cũng kêu vô 99 cent á. Mình ơi, anh nói mình nghe, có nhiều người bảo lãnh vợ từ Việt Nam qua, người ta để cho vợ người ta đi bộ đi làm, còn anh đâu có để cho mình đi bộ đi xe bus một ngày nào đâu, mình hiểu chứ anh không? Trời ơi, còn nói về phương tiện giao thông. Em chưa tưởng tượng được một cái xe nào mà nó còn tồn tại trong nhà của ông cố nội này. Sao vậy mình? Trời ơi, đi làm người ta 6 giờ, người ta làm 4 giờ, ta thức ta đi vừa rồi. Ổng 6 giờ, ổng làm 2 giờ, ổng thức rồi. Em mới hỏi mình sao mình thức sớm chi vợ. Anh ấy không, anh thức anh xuống anh đề mà máy nó không nổ, anh đẩy tới cho nó kịp. Rồi tôi nín luôn, tôi không nói được tiếng nào nữa trời. Cái ngày mùa hè, mùa đông còn đỡ, lạnh lạnh còn đỡ. Mùa hè chở tôi đi tôi nực quá. Mình ơi cho em miếng e đi, em nực lắm á mình ơi. Nó không nói tiếng nào, em nói cha chồng em thương em quá, chịu đựng. Khi tôi thấy cái tay nó quay vậy. Là nó quay cái kiến xuống đó. Xuống nó quay một hầu, nó quay lâu lắm cái kiến mới xuống. Cái nói e đâu nên ơi, em cứ lấy gió trời cho nó khỏe. Trời ơi, đó tôi đã chịu đựng như thế nào không biết không? Mình ơi, anh nói mình nghe, trước kia khi mình lấy anh vẫn nghèo như vậy, bây giờ anh vẫn nghèo như vậy, tại sao mình bỏ anh, mình không sống với anh như trước kia được? Đó, cái câu nói này tôi cũng từng hỏi tôi nè. Trời ơi, tại sao mày có thể chịu đựng giỏi như vậy? Tại sao mày có thể làm được cái chuyện cứ như tày trời như vậy? Tôi mới trả lời thì ra, tôi chịu đựng để tôi chờ đợi. Mình chờ đợi anh đổi đời phải không? Never, đi đời mày chỉ có vậy thôi, không có đổi được đâu. Tao nhìn từ xa rồi, không có chuyện đổi đâu ông nội. Cốt khỉ, hoàng cốt khỉ à. Tôi chờ đợi gì anh biết không? Mình chờ đợi cái gì? Chờ đợi có bằng quốc tịch trong tay. Chi vậy? Tao bỏ mày, tao khỏi bị trục xuất cho vậy. Ở 3 năm tao khai đau được chuyện đó đâu mày. Đó, đây, vừa có quốc tịch xong 2 ngày là em lấy cái đơn này ra liền. Cái đơn này em thạo đã một năm mấy nay rồi. Đơn gì mà mình? Chưa đậu quốc tịch chưa dám lấy ra xài. Đơn giờ, gì? Đơn lấy gì? Hả? Đọc kỹ đi anh. Em không hề lấy một cái món gì của anh cho hết, bởi em biết nó không bao giờ xài được. Đọc đi. Mén. Ê! Tôi hận cái tên Ung Thị Mén này lắm nha. Ê bạn, mình vừa nói mình là quốc tịch là có nghĩa mình là US citizen rồi đó bạn. Hả? Bây giờ mình không phải là Ung Thị Mén nữa, mà name của mình là Superstar McDonald Ung. Ủa sao tên giống hamburger quý vị mình? Trời ơi, cái con ca sĩ nổi tiếng mà nó hát nó quằn quại, nó xé đồ đâu đó, hiểu không? Mày thấy tao nguyên mà tao xé tao dục hết trơn mà mày thấy không? Madonna phải không? Nó có Madonna, tao lộn, tao ăn McDonald quá tao quên. Hiểu không? Kỹ đi. Không, anh không kỹ đâu. Kỹ đi mình. Mình ơi, mình nói là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà. Ông nội ơi, con nói cái đó con dụ qua mà sao không nhớ gì ai quá vậy trời. Trời ơi mẹ bà, thương nhau mấy núi cũng trèo, mày trèo đi. Mày trèo nửa núi cho lòi ổng, mày đi mấy núi. Mấy đèo cũng qua, mày qua đi. Mày qua chút xíu lượt mẹ đèo rồi qua đi.
xong mấy xong cũng lội. Trời ơi, nó dốc. Ông nội con nó dốc, thôi ký đi chồng mà. Không, chết anh cũng không ký. Không chết, sống mà ký mới ghê. Anh không ký. Ký. Không. Ký em. Không. Ký em. Không. Thôi, em không ép. Ép, không bao giờ ép cái chuyện đó. Đưa tay đây. Nắm tay anh hả? Đúng rồi, mình ơi. Ừ. À. Có máu rồi, chấm vô là được rồi. Trời ơi. Không cần ký. Không cần ký, có máu rồi là cũng chính thức rồi, hiểu không? Thôi nhá anh nhá. Thôi là hết anh đi đường anh. Đừng mà. Chị mình có bấy nhiêu thôi. Đừng. Bye bye nha, mình ở lại sống cuộc sống em, ba đi em đi nha mình nha. Đừng lại. Gì vậy? Hết hồn mà nói chút xíu giáp chết không? Mình, anh muốn nói với mình một chuyện vô cùng quan trọng. Không, chuyện tụi mình quan trọng bây giờ là ly dị giải quyết xong rồi, không còn gì quan trọng nữa cho em đi. Không đâu mình à. Gì nữa? Chuyện này anh không nói với mình sẽ hờn sẽ trách anh suốt đời. Mình đừng nói là em không hờn trách, mình nói em mới giận anh suốt đời đó, hiểu không? Nói gì mệt quá đi. Mình nghe đây. Gì? Anh mới vừa trúng số. Anh trúng... Nó trúng gió. Trúng gió, phải không? Anh trúng số. Bước ra đây biểu trúng cái gì? Hai em, mi lên, nè, dịch ra tiếng Việt. Trúng số, ta là triệu phú. Trời ơi, nó dịch tiếng Việt, nó làm nhưng tao không hiểu nó dịch tiếng Việt. Hai em, mi lên, nè. Bà sợ chưa? À, ngộ nghe. Lúc người ta chưa trúng số, người ta sáng mắt còn trúng xong bị mù. Mù đâu mù? Mà tự nhiên đeo hai cái mắt kiến theo ớt à. Hai cái đồng tiền. Trời ơi, đồng tiền. Trời ơi, thôi em mệt quá anh ơi. Em biết là em rất là đẹp. Bởi vì buông em ra không bao giờ anh kiếm được người vợ nào mà sắc nước hương trời như em. Và một cái sự hiền diệu nó ẩn tìm trong em, hiểu không? Nhưng mà em nói nghe đâu có cần làm cái chuyện đó làm chi vậy mệt. Bà không tin tôi trúng số phải không? Trời ơi, tất nhiên nếu mà trúng dễ vậy mọi người trúng hết rồi. Bà xem tôi móc ra đây. Ai đâu? Đừng anh ơi, em biết là em bỏ mình nhưng mà mình cũng sẽ có bao nhiêu người phụ nữ khác yêu thương anh. Đừng bắn em dạ. Mình ơi, anh đừng bắn em, anh đừng móc xuống. Tôi bắn bằng chi vậy trời? Em thấy nhạc chơi kích động em tưởng anh có súng. Không có súng. Chơi gì? Tôi móc ra mà tôi móc một tờ vé dòi, một tờ vé số. Bà hãy chính tay bà cầm lấy hai tờ vé này, chính mắt bà dò thật sự coi tôi có trúng số hay không. Sao từ giờ không nói hai cái tờ vé số mà làm thế ớn nhạc kích động rồi làm thế ghê quá à. Dò đi. Thôi kệ, để người ta nói em không cạn tàu ráo máng, dò chơi diễn với ông cho vui chứ giờ sao khùng quá, ông yêu em quá mà nói sao vậy. Thì giờ dò phải không? Ờ thì đại khái là dò đúng không? Nó có trúng nhau không vậy? Ừ. Đúng không? Ừ. Đại khái là 03, 03, đó, he tôi dò cho anh vui 15, 15, 26, 26, đó, là... Bây giờ, bây giờ, mình ơi... Sao tự nhiên bà lẹo lưỡi vậy? Mình ơi, trời ơi. Nói thật với mình là thầy bói nói mà em hỏng cô tên. Nói sao? Bây giờ em mới tên. Thầy bói nói là nhờ phước đức của cô mà chồng cô sẽ trúng số. Mà nói em không có tên. Có nói không? Có. Trời ơi, em cầm em rung. Em muốn xỉu mà em sợ mình lấy lại tờ giấy số, em ráng đứng vững á, mình biết không? Em không dám nhìn ai số kia, em thấy nó giống nhau lắm rồi. Bữa nay nhiêu rồi? 86 86 triệu. 86 triệu, bây giờ em phải bình tĩnh để em chia cho nó đồng đều. 86 triệu phải đóng thuế. Đóng thuế hết 43 triệu, còn lại 43 triệu. 43 triệu, em là vợ, anh là chồng, mình phải chia như thế nào cho nó công bằng về cái sức lực. Em là vợ, em cực khổ, em chịu đựng quá nhiều. Em 23, anh 20. Ủa? Như vậy là công bằng lắm rồi mình. Ủa sao chia vậy là công bằng? Là phải chia là tại vì em là vợ. Em em khổ cực 9 tháng 10 ngày em mới đẻ anh ra. Em xin lỗi mình tại vì tại vì ý em nói là em cực khổ 9 tháng 10 ngày em đẻ con của mình ra, hiểu không? Cho nên cái phần đó là cái phần giống như là bồi dưỡng cho em, mình biết không? Thôi mà vợ chồng mà ai tính kỳ cục yếu không? Nhưng mà không có chia được mình ơi. Sao vậy? Có cái tờ giấy này sao chia đây? Cái ly vậy á. Cắn ịnh máu vô rồi. Máu Mỹ đâu có xà. Trời ơi. Ai đi vậy mà ra mà Mỹ xài máu. Đem ra Mỹ nó cười chứ đó. Cái này em làm với em xé mấy hồi. Tùy theo hoàn cảnh vậy đó. Em nói mình nghe dẫn. Còn kỳ lắm nha.
Anh đừng có vậy nha. Sao? Anh yêu em tha thiết, anh cưới em từ Việt Nam đem qua đây. Ừ. Anh đừng kiểu mà chơi bỏ của chạy lấy người nha. Nãy mình chửi anh dữ lắm mà. À không, không phải chửi, mà người ta có câu này nè, thương cho roi cho giọt đó, ghét cho ngọt cho bùi đó. Ai mà ngọt với mình là người ta không có thương mình đó. Em chửi mình, em đánh mình, em quá yêu thương, yêu thương mà không biết như thế nào để mà diễn tả, em phải dùng cái đó để biết sao em quá yêu thương mình, hiểu không? Sao nãy kêu bằng mày còn giờ kêu bằng mình? À, tiếng Anh. Cái du đó là mày, là mình, là tao, là tá lả trơn, miễn là tùy theo hoàn cảnh mà cái lời đó nó ra đời. Hiểu không? Hiểu mình nên nghĩ là tình cảm vợ chồng sức mẻ rồi, không thể nào hàn gắn lại được đâu. Được, mình keo dán sắt dán dính hết trơn hết rồi, mình không vượt ra được mình đâu. Thiệt, tình cảm vợ chồng như ly nước đổ đi rồi, không bao giờ hốt lại được đâu. Trời ơi, đổ đi nó dơ rồi, trúng số mua cả ngàn ly uống, tôi lòi hồng luôn, hốt lại cái ly đó ông chơi. Trời ơi, thôi tôi mệt ông nhiều lý do. Vậy là mình không có bỏ anh hả? Không, nè, vào trời điên sao bỏ lúc nãy, trời ơi, đâu có điên. Anh mừng quá. Anh đừng mừng. Anh giao hết tiền trúng số cho mình luôn á. Trời ơi, mình ơi, em biết là anh sẽ đối xử với em như vậy mà. Em ở với mình, em sống, em hiểu chứ. Anh ơi, bây giờ nó nghe nè, mình đừng có tính toán ở đây. Mấy hôm này nó đang canh hai vợ chồng mình lắm rồi. Nó biết mình trúng, nó ra nó luộc mình đó, anh hiểu không? Chưa trúng số mà tự nhiên chết kỳ lắm. Dò đàng hoàng rồi đi lãnh. Mình dò đi. Những cái con số nó đưa hai vợ chồng mình lên đỉnh vinh quang. Em muốn coi lại lần cuối cùng mình. Ôi trời ơi, không ngờ, trời ơi, không ngờ, 03 03. Trời ơi, cái số nó đẹp quá trời. 15 15, 26 26, 23 32. Hai cái... Sao mình bị ác khẩu rồi? Mình nói không được, anh nói giùm mình nha. Anh có trúng số thiệt, mà anh trúng có 3 con à. Còn mấy con sao anh không có trúng? Anh trúng 86 đồng chứ không phải là 86 triệu. Chứ hồi nãy chứ, ví dụ 86 triệu tôi đã chia ra 23 30 triệu, sao không chịu nói 86 đồng? Mình đâu có cho anh nói đâu, mà anh nói mình nói hết rồi. À, chúng có 86 đồng. 86 đồng. 86 đồng anh cho mình hết á. Đang mua hòm chôn hả? 86 đồng mua đủ 2 cái hòm chôn. Không có trúng. Không có trúng. Trúng có 3 con à. Mấy con sao không có trúng? Này không có trúng. Không có trúng. Tại sao kỳ vậy? Tại sao anh có thể lường gạt em hoài vậy? Từ Việt Nam anh lường gạt em qua đây, ngay cho bây giờ anh cũng lường gạt em là sao? Tại sao anh cứ đưa em lên để anh để em xuống là sao vậy? Anh không cho một phút một giây để em sung sướng là sao vậy? Anh xin lỗi mình. Anh biết anh làm cho mình thất vọng với anh nhiều lắm. Bởi vì anh không nói cho mình đầy đủ với người chồng khác. Anh đã cố gắng hết sức mình, nhưng nghèo vẫn hoàng nghèo mà thôi. Anh rất yêu mình, nhưng không dám tiếp tục giữ mình ở bên cạnh để làm khổ mình nữa. Vậy thì mình hãy đi đi. Anh cầu chúc cho mình gặp được người chồng giàu sang hơn anh, để lo lắng cho mình đầy đủ. Nếu như trên đường đời mình bị người ta hất hủi bạc đãi, mình hãy quay trở về với anh. Bởi vì anh lúc nào cũng chờ đợi mình. Tạm biệt. Đừng lại. Anh đi liền mà, mình đừng có chửi anh. Anh đi liền, anh đi liền bây giờ. Đối với ông tôi không có còn lời nào để tôi chửi nữa hết. Ông biết không, tôi chửi hết rồi. Mà ý của tôi muốn nói là, nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng đó không nói một lời? Có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Mình nói vậy là sao vậy mình? Là sao? Là tôi hối hận rồi. Tôi hối hận từ cái lúc mà tôi chửi rủa anh, tôi trách móc anh, mà anh vẫn nói là em cứ đi đi. Nếu mà gặp người chồng nào thương yêu thì chúc tôi hạnh phúc. Còn nếu gặp ai bạc đãi tôi thì cứ trở về.
anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi tôi. Thì xúc động cái đó cho nên tôi cảm thấy nhục nhã cho tôi và cảm thấy hổ thẹn với con người ích kỷ tham lam của mình. Cũng như trước khi đi má tôi dặn, con ơi, thà con lấy người đàn ông người ta có 10 đồng mà cho con hết 9 đồng. Còn hơn người ta có 100, người ta cho con có 1 sen một vậy. Mà má em dạy vậy mà đi lâu quá quên. Đúng rồi đó mình. Thành ra tôi hối hận lắm. Tôi xin lỗi anh. Mặc dù anh nghèo thiệt, nhưng mà chưa bao giờ anh để tôi đói. Chưa bao giờ anh để tôi ăn mặc rách rưới. Anh có thể hy sinh hết vì tôi. Chưa có người đàn ông nào có thể làm được chuyện đó cho tôi. Bây giờ tôi mới nhìn thấy điều đó. Tôi còn hơn là người phụ nữ trúng số nữa, anh biết không? Tôi trúng số độc đắc rồi. Cái gì, cái gì? Bà trúng số nào? Trời ơi, không nói sớm hai vợ chồng mình chia. Trời ơi, thằng quỷ gì nó còn tham lam hơn tôi nữa, trời đất ơi. Ông nội ơi, không phải là ý con nó trúng số. Ý nó là có người chồng như anh lo lắng cho em, hy sinh cho em. Thì em là người phụ nữ còn hơn cái những người phụ nữ trúng số kia. Anh hiểu chứ bộ. Mà giỡn chơi với em thôi. Chứ nếu thật sự hả, trời cho anh trúng số với trời cho anh được em. Chọn ai? Dĩ nhiên phải chọn bà xã rồi. Đó. Bởi vì mua vé số không bao giờ trúng hết trơn. Trời ơi. Trời ơi. Mệt ghê á. Thôi đừng có giỡn nữa, em nói anh nghe. Hiểu rồi, giờ biết làm gì đây vậy? Biết, anh đi giặt đồ cho mình. Thôi. Sao vậy? Thôi đừng có, thôi, đừng có chửi anh giặt đồ liền. No, không có. Từ bây giờ cho đến mãi mãi ngàn sau, em sẽ là người phụ nữ lo lắng chăm sóc cho anh. Trời ơi. Em sẽ là từng giấc ngủ miếng ăn mình ơi, mặc áo đi mình. Trời anh ơi, đồ để em giặt mình nhá. Trời ơi. Cơm để em nấu anh ráng ăn. Trời ơi. Bởi vì em biết chắc em sẽ không bao giờ nấu ngon, em ăn còn không được không ngon chứ. Mình giặt đồ cho anh. Em sẽ giặt đồ cho anh. Mình nấu cơm cho anh. Em nấu cơm cho anh. Oh my god. Đừng có xỉu. Trời ơi. Khác đôi võ chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù riêng khỏi đi tù. Tuyệt tác, tuyệt vời, tuyệt tôn, tuyệt tự, tuyệt nọc. Trời ơi, lâu lâu làm được bài thơ mừng quá, nói hợp cái tiệc giống luôn á. Em là cô gái biết là thôn, đôi tán tròn trăng lắm kẻ già. Minh ơi Minh, em đi giữa party đó nha. Minh ở nhà Minh giặt đồ cho em đó. À với lại cái áo mà linen của em á, Minh phải giặt bằng tay, ok? Đừng có giặt bằng xà bông giặt đồ, à, xà bông gội đầu của con á. Với lại Minh lau nhà đi. Em đi em thấy cái nhà rít lắm rồi nha. À mà con mua mấy thối gà ác cho tối em về em bồi dưỡng. Minh, trời ơi Minh có nghe em nói gì không? Biết rồi. Biết cái gì? Minh à, em đi party đó nha Minh. Minh ở nhà Minh giặt áo giùm em nha Minh. Giặt bằng xà bông tắm của con đó nha Minh. Minh à, Minh lau nhà nghe Minh. Chân em đi rít lắm rồi. Minh à, Minh mua mấy thối gà ác tìm thuốc bắc nha Minh. Tối em về em mệt em ăn hết. Ủa sao hay vậy? Trời ơi, anh thuộc bài hết trơn rồi. Bây giờ nó biết tại sao thôi của anh bốc mùi rồi đó. Mùi gì? Trời ơi, mỗi lần anh làm thôi em cứ quăng ba cái mùi xà bông giặt giặt đồ nè, quăng ba cái gà ác tìm thuốc bắc vô không bốc mùi sao được. Minh, Minh rảnh không em mà? Minh đi làm về sớm hơn em, làm chút xíu công chuyện nhà không được hay sao? Trời ơi, đi làm việc bên ngoài đó cực khổ lắm rồi. Không lẽ Minh còn bắt em giặt đồ nấu cơm nữa? Phải rồi, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn em sống tàn tạ để Minh đi với người đàn bà khác phải không? Minh! Vậy? Trời ơi, có nghe em nói gì không? Biết rồi. Vậy? Minh, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Mình muốn mau tàn tải đi nghe dừng bà khác phải không? Sao hay vậy? Thuộc bài rồi. Em à, nói nghe nè. Em cần phải tranh có thời gian để thực hiện những ước mơ riêng của mình nữa chứ. Trời ơi, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng mà mình còn muốn cái gì nữa mà. Anh đâu có ước mơ cao sang gì lắm đâu. Anh chỉ ước bên trở thành một đại thi sĩ. Trời ơi, trời. Gì? Làm gì vậy?
Muốn xỉu. Em không được xỉu. Mỗi lần anh nói làm thơ em xỉu là sao? Thái độ em vậy là sao? Trời ơi anh ơi, em biết là bấy lâu nay anh muốn làm thơ, nhưng mà thơ của anh đặc kỳ quá, anh đâu có đặc đâu, toàn là thơ ăn cắp không à. Anh cấm em nha, anh cấm em không được dùng hai chữ ăn cắp nha. Em phải dùng hai cái chữ là tu chỉnh văn thơ. Thơ của người ta, anh lấy anh sửa khúc cuối, anh sửa dồn lên khúc đầu trở thành thơ của anh. Hả, thấy không? Trời ơi em ơi, nói nghe này, để cho anh làm thơ đi. Trời ơi Minh. Cái gì? Thơ bây giờ người ta đó, thực tế lắm. Thực tế? Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà à. Minh biết không, thơ thực tế là sao? Thí dụ như là ôi tiệm nail hôm nay sao ế quá. À. À. Gì? Phải cúng thần tài thì khách mới vô. Trời ơi. Trời ơi, sao thơ của em còn mùi acetone không vậy? Trời ơi, thơ em làm trong tiệm nail thì phải nghe mùi acetone chứ sao? Vậy mới là thực tế. Nàng thơ sẽ xuất hiện khắp nơi. Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà của chúng ta. Ví dụ sáng sớm anh làm gì nè? À, sáng sớm anh giặt đồ. Anh giặt đồ phải không? Anh giặt đồ là phải có xà bông, phải có bọt phải không? Đúng rồi. Làm thơ. Giặt đồ cũng làm thơ. Chứ sao, thực tế nè. Từng bông bóng dở như tình tá tan dở. Trời ơi. Nhìn tháo nước đục ngầu mà lòng ta quặn cơn đau. Trời ơi. Trời ơi. Hay chưa? Sao thơ của em nhức nhọt vậy? À, trời ơi, thực tế xà bông nó phải nhớt chứ sao Minh? À. Trời ơi, Minh ơi, em nói Minh nghe. Còn thực tế hơn nữa nè, sau khi giặt đồ Minh làm cái gì? Chiên cá. Chiên cá. Em đừng có nói chiên cá cũng làm thơ được nha. Thì đúng rồi. Trời ơi. Chiên cá cũng có thể làm thơ. Sao? Từng giọt mỡ bắn vào giá khiến hồn ta băng giá. Trời ơi. Hai mắt cá mở xoé tròn soi thấu cả tâm can. Trời ơi. Thơ của em sao tanh rình vậy em? Trời ơi, thực tế cá nó phải tanh chứ sao. Bây giờ Minh muốn thơm phải không? À. Em cho thơ thơm. Sao? Bây giờ sau khi chiên cá Minh làm gì? Lau nhà. Lau nhà ừ. Cũng có thể làm thơ. Lau nhà cũng làm chứ thơ. Chứ sao? Sao? Nền gạch bóng loáng thơm thơm nha. Thơm mùi nước phai son. Ừ. Anh hít một hơi dài để tưởng nhớ hương tóc em. Trời ơi. Trời nói anh nghe nội hai câu này thôi anh kiếm một đống tiền bảo trợ rồi. Ai bảo trợ? Tiền quảng cáo cho nước lau nhà. Trời ơi, dạo tôi làm thơ thực tế quá. Em hay lắm. Thực mà. Tế chơi trẻn đến độ trần trụi luôn vậy đó. Anh nói nghe nhau không? Thơ thực tế như em á, anh phọt ra chứ khỏi cần làm. Thái độ em vậy là sao? Mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy thì bây giờ anh chứng minh đây. Chứng minh đi. Anh sẽ làm một bài thơ tả về cuộc đời làm chồng của anh ở trong căn nhà này nè. Nghe nghe không? Ở xứ Mỹ đàn ông buồn quá nhỉ. Tại sao buồn? Sáng đi làm, chiều rửa chén, tối nấu cơm, cực như con chó. Dài ba năm chắc chắn sẽ vô hòm. Làm vậy sống gì nổi trời. Tiền bảo hiểm. Ông tính sao, ông tính sao? Cuối cùng bà cũng lạnh. Trời ơi hay quá, thấy chưa? Thấy chưa, thực tế là vậy đó. Anh thấy không, hễ ở đâu hả có cái hòm à. Là thấy bảo hiểm à. Mà hả thấy bảo hiểm là thấy cái hòm. Trời ơi. Anh thấy chưa? Em mà nhưng mà anh nói nghe nè. Anh không có thời gian làm những bài thơ thực tế như em muốn. Trời ơi Minh. Minh làm gì mà không có thời gian chứ à, à, thầy... Không có thời gian là em nè. Sao? Trời ơi làm chức trợ lý giám đốc á. Cực khổ quá, mình tưởng em sung sướng lắm sao? Em làm trợ lý giám đốc hồi nào anh không biết. Thì giám đốc là bà chủ tiệm nail. Ờ. Còn em là phụ tá với bà em là trợ lý giám đốc. Trời ơi. Trời ơi. Trách nhiệm của em ở tiệm nail cực lắm mình tưởng hả? Sao? Sáng em phải dậy sớm hơn ai hết trơn á. Ờ. Ra mở cửa tiệm. Xong rồi vô clean up everything. À. Xong rồi em cho con bà chủ ăn sáng. À. Xong cái em đưa tụi nó đi học. À. Xong rồi về em ngồi em giũa tới tối luôn. À. Đợi mấy bà thợ kia về hết em mới được đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ bộ. Ủa sao giống người ở vậy ta? Không có, không có, không có. À, ý, nói em làm việc vậy cực khổ lắm. Thành ra bây giờ anh cần thời gian làm thơ. Em thì đỡ cực khổ. Và anh quyết định nha, mình nhờ tới Oshin. Oshin là ai? Là một người con gái. Con gái mà tên Oshin? Ờ. Tức là con gái Nhật Bổn. Gì? Minh, trời ơi. Vậy là Minh lén lúc em Minh qua lời với con nhỏ Nhật Bổn nào phải không? Bà nên. Ở đâu mà rồi ra nhỏ Nhật Bổn vậy bà? Thì con gái tên Oshin. Oshin là người ở đó bà nội. Mướn người ở đó biết không? Anh nói nghe nè. Mình mướn người ở về đỡ cực. Không có Oshin, Oshin gì hết trơn á. Sao vậy? Rồi tiền ai trả? À, à, thì
Ông còn nhớ cái phương châm của tôi không? Nhớ. Nói. Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là tiền của em. Đúng vậy. Anh nói nghe, không bao giờ anh đụng chạm tới tiền của em. Kể từ ngày hôm nay anh hứa với em là anh sẽ không hút thuốc, không đánh răng, không cạo râu, không đi tắm để dành tiền mượn oxy. Sao em bịt mũi? Ông đừng làm quá thì tụi nó ngủ với ông Tống. Không. Có tắm mà không có tắm với xà bông. Có đánh răng mà không có đánh răng với kem để dành tiền mua mượn oxy cho em. Nhưng mà nói đi nói lại anh, ông cũng đòi mướn oxy là ông có ý đồ gì vậy Minh? Mình mười mấy năm trời chung sống với em, anh đã tận dụng hết sức lực và tài lực để chống đỡ em rồi. Ngày hôm nay còn sót lại chút hơi tàn thôi thớp sống qua ngày, anh đâu dám đem ra xài phung phí. Ông nói đúng đó. Mười mấy năm nay ha, tôi nghĩ tôi xài ông giống cái đùi vẽ rách lau nhà rồi. Có con nào nó nhào vô cũng hốt nó đem giục thôi chứ làm cái gì. Trời ơi, tôi có còn là người nữa hay không? Hay là tôi là cái nùi vẽ đội lớp người? Thôi Minh ơi, Minh đừng có than thở, em động lòng rồi đó Minh. Thôi bây giờ vậy nè, em quyết định là em mướn Oshin cho anh. Mướn Oshin phải không? Nhưng mà để cho em phỏng vấn nó em mới chịu à nha. Làm hẹn với nó đi. Khỏi hẹn em, chút xíu nó ra em phỏng vấn nó giùm anh nha. Cái gì? Ơ trời ơi. Nó đang đi trong tham quan trời mình. Ông giận nó vô nhà rồi hả? Không, có anh nói nghe nè, anh hẹn nó trước xong cái anh hỏi ý kiến em sao. Trời ơi, anh chịu cái anh lôi đầu nó ra. Trời ơi, trời ơi, ông nói tôi chi nữa. Trời ơi, ông đem nó về nhà rồi, chắc ông làm cho nó có bầu rồi. Ông đặt tôi vô chuyện đã rồi, rồi ông dẫn nó về nhà ông ở luôn cho mẹ con tôi chết cho rồi. Ôm sầm quá đây. Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giọng chua như là dắn vậy à. Ai ơi. Trời ơi, cao dễ sợ, hai vợ chồng như cái thắm vậy chịu nổi không? Trời ơi, không mà cái mặt thì đẹp như cô thắm mà lúc bị ung thư. Em nghĩ sao nhà có cách mà sùm có tôn trọng nhau là sao vậy hả? Thôi bây giờ tôi tham quan từ giờ trong nhà tôi cũng biết ngõ ngách rồi. Nhà nhỏ như cái lỗ mũi ở gì mà tưởng mũi ở không à. Rồi thôi ngồi xuống đi, bàn trực tiếp với công việc đi. Đó, bàn với nhau đi. Đó, tôi mời ổng chứ không phải mời bà. Sao bà vô duyên quá, đàn bà lớn tuổi rồi mà không có duyên chút nào hết trơn rồi. Nên bây giờ đó, bây giờ nhà này là thôi cũng được, nhỏ thì tôi đỡ phải là dọn dẹp, mà tôi chỉ lo hậu sự về sau thôi. Sao vậy cô? Nhà này có người chết là sắp yên ra nè. Cô sao cô nói vậy cô? Trời đất ơi, phải nói tôi, tại vì con người ta sống ai không chết. Trời, nhiều khi bắt đắc kỳ tử làm sao trở tay cho kịp. Lúc đó là đỡ khoét cửa rồi này nọ kia nó xình mẹ rồi. Phải không? Đó, thành ra là phải tính cái chuyện đó. Mà nếu tôi chịu chấp nhận làm trong nhà này thì phòng của tôi ở đâu? Ủa phòng gì cô? Trời đất ơi, tôi phải ở riêng chứ tôi ở chau chung với ông, cô cắn lưỡi tôi chết mẹ nó cho đầu đi. Thôi mà phòng tôi phải có master bedroom nha. Cô ơi, bây giờ nếu như cô đồng ý làm việc trong gia đình tôi á, tôi sửa cái phòng làm việc của vợ tôi lại cho cô ở nha. Ê, em không chịu. Ê, bà có thẹn với tuổi tác bà không bà? Ê, bà người đàn bà có tuổi rồi nha. Bà làm gì thế ghê mấy em không chịu. Làm rúng động cả tâm tư tôi à. Trời đất ơi, nghĩ thì sao vậy? À, bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm, tao không có thời gian đâu nha. Đứa nào làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm nha, hội ý lại đứa nào làm chủ. Dạ vợ tôi. Trời đất ơi, vợ anh hả? Dạ. Cha này hèn dễ sợ, đứng dậy coi. Bởi vì con người của anh sống giữa xứ văn minh lịch sự mà sao anh không có tốt với đàn bà, mặc dù vợ mình có già mà cũng là vợ của mình chứ. Sao đối xử tàn tệ vậy? Em xin lỗi chị bước xích ra đây, em xin lỗi chị. Dạ chị xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi ạ? Chị 300 tuổi. Trời ơi, chị đừng nói với em chị ba tuổi. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Trời ơi, bà này bà nói giá nào trả cũng dính. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Dạ. Chị em xin được giới thiệu, chị em tên là Hằng. Còn chị what's your name? Tôi tên Thảo. No, người ta hỏi what's your name chị phải trả lời my name is Thảo. Không có chuyện tôi tên Thảo mà mất lịch sự, làm lại của anh more please. What's your name? My name is Thảo. Yeah, good girl. Ewan good man. Lộn. Trời ơi, dễ thương ghê chị ơi. Thì em rất là phóng khoáng. Em nói cho chị nghe, chị có thể hút với em điếu thuốc được không ạ? À? Dạ không cô. À chị không hút thuốc, chắc chị uống thuốc hả chị? Thuốc gì? Thuốc lắc. Ôi trời. Không có cô. Đúng rồi, phụ nữ đừng nên xài hai cái thứ đó. Chơi hai thứ đó là mất nửa đời người. Đó mà không chơi hai thứ đó là mất nguyên một đời luôn. Tôi là tôi thích vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm. Trời ơi,
làm thơ giống anh kìa mình. Tôi bạn ông mà, tôi biết ông nhà thơ mà. Dạ. Vô tặng hai câu xã giao vậy thôi. Dạ. Dạ, trong nhận em nhìn chị mặc đồ là em biết chị là coi như là thuộc hoàng thân quốc thích rồi đó. Ủa sao cô nói vậy? Vợ nhỏ Saddam Hussein phải không? Không dạ. Có cô, vợ tôi. Nó mặc đồ đẹp lắm, mặc y chang bên kia, tôi tưởng bệnh quánh quá bà chạy qua đây chứ. Tưởng ủa sao ông đi rồi mà bà chưa đi nè chứ. Vậy vợ ông, ồ xin lỗi lộn. Nhưng mà đúng rồi, phụ nữ có tuổi phải mặc đồ vậy là tại vì chị biết sao không? Tuổi của chị bây giờ chị biết chị đại diện cho con gì không? Con gì cô? Khô cá đuối. Là sao? Là tại vì khô cá đuối nhìn nó vậy đó, tưởng ngon lành ai về đem lên lửa cái xé cái rách. Đúng rồi đó cô. À, mấy cha nào nhậu là biết liền khô cá đuối này vậy đó. Dạ. Còn chị biết tôi là thuộc dạng gì không? Dạng gì cô? Con raw fish. Là sao? Giống thiệt. Raw fish đó, lúc tắm thì nó tươi mà lúc nướng nó cũng đỏ lòm đó, thấy không? Mắc lắm đó cô. Trời ơi, 8 đồng mấy một phao đó. Mày nghĩ đi, nguyên một con raw fish này mày ăn loài họng mày luôn chứ bây giờ tao. Trời ơi, tao là đồ đắt tiền đó. Đồ hiếm ở Mỹ đó nha. À, thôi bây giờ nói chung là em nói hết rồi. Bây giờ chị có cần thiết những cái gì thì chị cứ hỏi em đi chị nha. Tôi muốn hỏi cô á, có kinh nghiệm gì? Cha xin lỗi, chị không chịu được mùi thuốc phải không? Giờ chị cũng phải chịu tại vì tôi phải hút thôi. Cô bao nhiêu năm kinh nghiệm vậy cô? Tôi 3 năm kinh nghiệm và đã trải qua 6 đời chồng. Hả? Cái gì? Lộn 6 đời chủ. Lộn cái chữ chờ lộn. Tôi sẽ kể cho nghe là tại vì sao? Tại sao tôi lại trải qua coi như là 6 đời chủ? Dạ. Tại vì tôi rất là khó tính. Tôi ở mà tôi thích tôi mới ở, tôi không thích tôi không ở. Hả? Tôi xin lỗi, mình ở có license nha. Hả? Mình là người quốc tịch rồi nó khác nha. Là sao? Ở mà 2 năm nó khác, 10 năm thẻ xanh nó khác, chờ approve thẻ xanh nó khác. Trời ơi. Thành ra mình có license, mình có quyền chảnh vậy đó. Thích thì ở, không thích đi vậy đó. Dạ. Dạ. Thành ra là mình sẽ kể cho các bạn nghe là vì sao mình trải qua 6 đời chủ. Hai người ngồi đi. Dạ dạ. Khát nước không? Dạ khát cô. Khát thì tự lấy uống đi ha. Tại vì trong nhà này tôi cũng chưa biết nước để đâu đó nha, thông cảm. Coi như là nói vậy. Người chủ thứ nhất của tôi, tại sao tôi ở? Trời ơi, ông ta phải công nhận là đẹp trai giàu có dễ sợ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi là nhìn tôi đi, tôi quá ướt át đúng không? Dạ. Mà ông nội này biết gì ông cũng biết, mà biết điều chả không biết. Sao lạ? Trời đất ơi, tôi nói bao nhiêu người tôi cần, chả lãng mạn, chả không lãng mạn, chả lãng nhắc thì quá nhiều. Ướt át thì phải đi đâu với lãng mạn, chả không đi chung tôi làm sao tôi sống nổi. Dạ. Thế là tôi quyết định dứt áo ra đi. Cái tới đời chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai của tôi, trời ơi, cái bà này được nước bà già mà bà thêm nước khó tính nữa chứ. Trời ơi, làm sao ở, mẹ già mày đặt khó tính. Sao? Trời ơi, mà bù lại cái tròn cháu đẹp trai quá. Hả? Mà ở đời thường thường nó đi xong đôi hở đẹp trai cái đi đôi với Sở Khanh. Trời ơi, Sở Khanh quá em chịu không nổi, em không chịu đựng nổi nữa, sức người có hạn mà, đúng không? Dạ. Lụ đạn mà còn tiếng nổ nhỏ, tiếng nổ lớn mà, đúng không? Người làm sao chịu nổi. Trời ơi, thế là em dứt áo ra đi. Ra đi. Nó nói Sở Khanh em không chịu được. Trời ơi, thế là trở qua người chủ thứ ba thứ tư. Dạ sao? Người chủ thứ ba thứ tư, trời ơi, đặt tuyệt vời, không có gì hết trơn mà phải công nhận mấy con mẹ đàn bà này ưa ghen là mấy mẹ đàn bà này nè, chỉ thẳng ở trong mặt luôn nè. Nghĩ sao ghen chồng mình, ví dụ ta mượn ta xài chút ta trả làm dữ vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Ví dụ nó có bệnh hay chạy rồi thì tiếp xúc thuốc cho nó thôi. Đúng rồi. Thế không anh? Bây giờ em nói nghe, con mèo nó muốn ăn dụng mà con chó theo rình hoài sao ăn? Sao ăn? Nếu ăn không được thì ở làm mẹ vậy? Đúng rồi. Em dứt áo ra đi. Phải nghỉ thôi. Thế là chạy qua đời chủ thứ ba, thứ tư. Dạ. Trời khổ lắm, chưa đâu tới đời chủ thứ năm. Em quyết định rồi, không ở với châu Á mà em đổi sang châu Mỹ Latin. Chết cha, trời ơi. Em ở với người nước ngoài. Em thấy vì em thấy người ta sẽ phóng khoáng dễ chịu hơn, là tại vì em rất là tự tin cái trình độ sinh ngữ. Em có học ESL nha. Hả? Em học chỗ đó dữ lắm à. Mà em không biết cái chỗ ESL nó dạy em có lộn không mà em nói nó không hiểu. Chết cha. Em nó không hiểu, em đâu có vừa bắt đầu em quơ phần trên anh. Em quơ phần trên nó không hiểu, em chân luôn phần dưới. Trời ơi. Cuối cùng em quơ toàn thân luôn. Trời ơi, em quơ rơ rồi mà nó cũng chưa hiểu nữa. Trời ơi, con người ta sức người có hạn nữa anh. Dạ. Em đành dứt áo ra đi. Trời. Đi nữa. Tới người chủ thứ sáu của em. Trời ơi, ông này tuyệt vời, không có vợ theo rình luôn. Tớ muốn làm gì làm mà ngạt nổi chả không còn cái răng nào hết. Trời. Ủa cô ơi, không còn răng, họ đâu có ăn nhập gì đâu cô. Sao không ăn nhập, mẹ bà không có răng lấy gì ăn cơm mà, tôi thuộc dạng dừa dày cơm mà. Trời ha. Đúng không? Tôi đi ở đợi cô đi kiếm trai vậy? Hai thứ luôn cô. Trời ơi. Tại vì em rất là thật lòng, em rất là thực tế là tại vì sao? À, tại vì cái cuộc sống nó phải đi đôi với tình yêu. Dạ. Phải có tình yêu thì cái cuộc sống mình làm việc mình mới hưng phấn được. Dạ. Tôi không có giấu mấy đứa kia mày đặt làm cái em cứ làm, cứ làm. Không, em làm gái, nó làm gái vậy. Ơ, gì cô? Đời mình ta, mình thật lòng mà ta tha thứ. Vậy thôi. Cô ơi, vậy cô thấy gia đình của tôi sao cô? Được, gia đình này được, tôi thích mà nếu tôi làm thì trả lương tôi nhiêu? 500 được không? Vậy. 600. Vậy. 800. What? 900. Lương bạn nhiêu một tháng?
2008 vì tình người phụ nữ với nhau, hai đứa cái gì cũng có với nhau, lấy 2.500. Trời ơi, mắc vậy cô? Còn 300 tôi lấy gì tôi ăn? Ăn giống gì ăn dữ vậy? Bà 300 bà ăn gì? Bà ăn nhiều tao đi hút mỡ hả chị? Bà ăn chi cho dữ thằng ôn gì? Bà ăn chi nhà hàng sang trọng, bà ra Food to Go mà mua đồng ăn từ sáng tới chiều kìa. Trời đất ơi, gái lứa ăn chi cho nhiều. Tôi lấy vậy là lương tâm của tôi, là tôi có lương tâm lắm. Cái ông kia ông mướn tôi 3.000 mà tôi chưa làm. Trời, một năm 4 bộ đồ hiệu, muốn hiệu gì cho hiệu đó. Son phấn là toàn mắc tiền tôi. Estée Lauder, Chanel, Dior, Seattle. Vậy mỗi lần đánh mặt phải qua tiểu bang Seattle hả? À? Cái lộn Seattle. Nói lộn. Nó lộn tiếng Anh lôi lúc nó bị béo béo vậy thôi. Dạ. Hiểu không? Dạ. Hàng tháng hả? Ngày lễ ngày Tết không cần phải làm, cho tiền đi về quê nghỉ luôn. Mà đi rất là ngon lành. Đi bằng máy bay phải không cô? Ừ, máy bay ai cũng đi rồi. Chứ đi chứ bản gì? Xe đầu hoàng. Hả? Trời ơi, một mình tao một chiếc xe đầu hoàng, có cái ổ bánh mì với chai nước nữa, tao ăn thấy bà nội luôn. Trời ơi. Nó bắt bằng thiên hà coi từ sáng tới chiều luôn. Bây giờ chuyên cái mặt đồ nào tao tuột hết luôn. Cô ơi, nhưng mà sao cô lấy tới 2.500 lần cô? Trời ơi, 2.500 ngàn là benefit, còn 1.000 là trợ lý việc nhà, 500 kia chích thuốc ngừa đó ông nội ơi. Ngừa gì? Ngừa bệnh chứ ngừa gì? Bệnh gì? Cha nội là lãnh tháng 650 nè. Ờ, đâu có. Mày làm gì? Si khờ người già nè. Ờ, không có cô. Sao không có? Cái mặt mới có hai mấy mà tôi góp mà 70-80 tuổi nhìn già quá hả? Trời, lâu 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 không có bà nhà ông bay vô ông cắn tôi rồi tôi mới chích thuốc ngừa chứ. Cô ơi, vợ chồng tôi cũng rất là thích cô. Vậy cô có thể bớt giá chút đỉnh được không cô? Bớt bao nhiêu lận? Tùy lòng hỏi tâm đi. Vậy thôi xuống 1.000 đi. Hả? Sao bớt dữ vậy cô? Xuống lẹ vậy? Tôi thích. Tôi thích là tôi vậy, tôi ở, tôi thích là tôi bớt vậy đó. Với lại tôi thầy trong nhà có người bệnh nè, đó, bớt vậy thôi. Với cái nhà này nó sao sao á. Ở nhà mình sao sao, người ta thích sao sao vậy? Sao sao vậy cô? Nó không biết sao sao, không biết giải thích đâu bây giờ. Sao sao? Bây giờ lấy giấy viết ra đi. Dạ chi vậy cô? Để mà kê khai tài sản mình bán cho nó dễ. Vậy? Lộn. Kê khai tài sản để tôi bố trí công việc một cách international. Hả? Professional. Đúng rồi. Cái gì có nồ là quốc tế rồi, mệt quá. Là nồ rồ hay là in gì cũng được, ghi vô đây. Rồi. Có cái máy giặt không? Dạ không. Có máy rửa chén không? Dạ không. Hút bụi? Dạ không. Vì nhà có cái giống chó gì? Cô ơi, nhà tôi không có nuôi chó giống. Trời đất. Vậy mà không chịu bệnh đó, trời ơi. Trời ơi. Vậy mà chưa chịu đi lãnh tiền nữa, chịu nổi không? Cô ơi, đâu? Nhà tôi có cái tủ lạnh. Đâu, có tủ lạnh? Dạ. Có tủ lạnh để dành ướp xác hàng bà hả chị? Nguyên cái nhà bự có cái tủ lạnh một và bà nghĩ sao bà đàn bà không mua được gì trong nhà thì bà có thẹn không bà? Bà bởi vậy có bà mà tôi nói thiệt, bà tôi nể bà có tuổi chứ bà bằng tuổi tôi quánh mà từ đó giờ là tôi. Em ngon lắm anh, em vô côn lắm. Dạ. Mà có cái bồn tắm massage không? Ủa, sao cô cần cái bồn tắm massage chi vậy? Là tại vì em hay tắm đêm. Tắm đêm? Em tắm ngay giờ ngựa không à? Ngựa. Giờ ngọ. Ngọ là trai, còn gái là giờ ngựa. Hiểu không? Dạ. Em tắm phải 3 tiếng đồng hồ á. Phải có phòng có massage, em dẫn theo em chán em nhảy ra người ta đuôi mắt hết. À đúng rồi. Không? Dạ em hiểu rồi. Bây giờ tôi nói cô nghe nè, cô ráng làm trong gia đình của tôi đi. Tôi hứa với cô tôi sẽ sắm sửa ra đồ đạc đầy đủ hết. Nhớ nha. Rồi bây giờ trong thành phần gia đình được mấy người con? Hai đứa con. Hai đứa lớn mấy tuổi, đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa hai, đứa bốn. Đứa mấy? 2 tuổi 4 tuổi. Đứa 2 tuổi, đứa 4 tháng. Rồi, còn làm lượt, hàng chi không có tiền mua đồ, đúng rồi. Rồi đứa lớn tuổi gì, đứa nhỏ tuổi gì? Đứa lớn tuổi Dần, đứa nhỏ tuổi Thân. Rồi hai đứa này tuổi gì? Đứa này tuổi Tỵ, này tuổi Hợi. Dần Thân Tỵ Hợi, 4 tuổi này cũng không kỵ lắm đâu, chết thì chết chùm thôi. Hả? Không, không, nó là sắp số rồi. Đó. Nếu mà 5 đứa ở thì kim mộc thủy hỏa thổ, kim mộc thủy hỏa thổ. Ê, bà làm neo phải không? Đúng vậy. Trời ơi, bữa nay bên bà làm nhiêu bộ ạ? 25 đồng. Trời, sao nó làm tôi 35 đồng là sao bà? Chỗ này bữa nào qua làm free cho. Tôi nhớ nha. Bạn bè mà. Mới nhỏ em ở bên Nhật nó mới qua chơi. Rồi rồi nha. Tôi thích ra cái đường sinh đạo mà ngắn quá. Sinh đạo là cái gì? Là đường này nè. Đường này là đường gì? Đường sinh đạo nè. Là đường gì? Là cái đường sinh đạo nè. Là sao? Là nằm đây sinh đạo, nằm đây sinh đạo, người ta nói vậy đó. Rồi là sao nữa? Rồi bà ngắn hơn của tôi. Là sao? Là tại bà lùn tôi cao, bà chú giếm à. Rồi sao nữa? Sao nữa cô? Mệt á. Làm bà ăn gái hồi có coi bói cái là nhầm à. Cái hỏi tới mẹ này bởi nhiều chuyện bà bằng phủ quánh từ giờ rồi nè. Đừng có hỏi nữa, tôi bực mình lắm. Bây giờ nghe hỏi nè, nghe để tôi biết cái tâm lý của con nít để mà tôi chiều theo nè. Để bé bị xích rất là khó, không phải đơn giản đâu. 2 tuổi với 4 tháng là coi như nó đã tự clean up, nó tự tắm rửa, tự ăn uống, tự nấu đồ ăn được chưa? Chưa. Tại sao chưa? Dạ, không biết cô. Trời ơi, coi như vậy là bất bình thường rồi chứ tại sao? 2 tuổi 4 tháng chứ đứa 4 tháng tôi không trách, tôi trách đứa 2 tuổi. Tại sao 2 tuổi rồi mà chưa biết nó phải là thằng anh, nó có trách nhiệm, nó phải lo cho nhỏ em, nó phải tự nhiều khi hâm đồ ăn, ba còn quê nướng đồ ăn cho em nó ăn. Nó không làm được điều đó là nó bị bại liệt rồi. Hả? Em ơi, con mình bị bại liệt. Dần con bị bại liệt. Bà nói bà phải giơ tay cái người lịch sự người ta đang nói. Bà cãi cái gì? Bà đã trải qua 3 năm kinh nghiệm và 6 đời chồng như tôi, quên 6 đời chủ như tôi chưa? Dạ. Bà đã từng chăn 30 đứa bé bị xích như tôi chưa? Dạ chưa. Bây giờ 30 đứa nó không một lượt anh
cái gì cho nó nín? Không biết. Làm sao làm được chỉ có tôi thôi. Cô làm sao? Tôi cho nó uống thuốc lắc. Trời ơi. Một tuổi cho viên, hai tuổi cho hai viên, tùy theo độ tuổi. Trời ơi, nó lắc một hồi nó mệt, nó ngủ không đứa nào không nổi. Trời ơi. Dám làm với tôi không? Không. Thôi, giỡn chơi hả? Đó, thành ra đừng có cãi tôi. Dạ. Muốn nói gì giơ tay tôi mới cho. Bây giờ vậy, hai đứa nó đã biết nói chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Thì không biết nữa. Đó, cô. Vậy là bất bình thường rồi. 2 tuổi 4 tháng, cái đứa 4 tháng ta không trách đứa 2 tuổi nữa nè. Đứa 2 tuổi quá đáng trách rồi. Tại sao vậy? 1 tuổi là phải nói rồi. Má tôi nói lúc tôi mới phóng ra tôi nói liền. Nói xong gia đình tôi bỏ chạy, tưởng tôi yêu tinh đội lớp người. Hả? Thiệt, nhưng mà cái đó mới là bình thường. Còn mà 2 tuổi chưa biết nói có nghĩa bị câm rồi. Hả? Trời ơi, mình ơi, con mình bị câm rồi. Thôi. Cô ơi. Vậy, dạ. Nói đi, cho ý kiến, nói đi, đúng rồi. Cảm ơn. Ừ. Tao không nói mà tao chửi mày con quỷ. Trời ơi, con tao còn nhỏ xíu à, nhà tao không đủ tiền tao mới mướn mày. Trời ơi, mày kêu mày vô mày đụng tới tao được, mày đụng tới con tao không được. Con tao mới 2 tuổi 4 tháng mày bắt tao phải nói, mày bắt tao phải ăn, nó phải quỷ yêu như mày. Con quỷ cái, tức quá mạnh luôn. Ê bà làm gì, bà làm gì? Ê bà chơi gì, bà làm gì? Ôi trời, tao ghim vô đầu mày chứ. Ê mẹ này cho vô chạy trời ơi. Ê em mà. Vợ chồng mày quá nhỉ. Quá vô rồi. Con này á, trước khi đi ở đợ nó đứng đường mà. Ê sao biết vậy? Thấy chưa? Em đứng ở ngoài đường bô xe. Mày biết. Con quỷ. Vừa ý ông chưa? Hả? Oxin oxin á. Trời ơi, em đâu có ngờ ra nông nổi như vậy đâu mình. Anh tưởng nó là kiếm được một người ở về lo cho em, lo cho gia đình. Ai về đâu gặp con này nó lạ quá em ơi. Nó lạ tới nỗi mà anh hoàng hồn chưa kịp nữa. Thôi hú hồn anh ơi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Tiền ai cũng ham hết á. Nhưng mà mình đẻ con ra mình phải có trách nhiệm với nó. Đúng phải không? Rồi. Bây giờ tôi bỏ chút xíu thời giờ. Ông bỏ chút xíu thời giờ để có trách nhiệm lo cho con cái thực tế, lo cho con. Trời ơi, em cứ mướn người hoài, gặp người có lương tâm đỡ nha. Gặp cái con này hay con quỷ cái nó nuốt con mình hồi nào không biết đâu ông ơi. Thì đúng rồi. Thôi em ơi. Trời ơi, con tiếng cứu hỏa. Con mình, con mình. Trước khi nó đi, nó đốt nhà mình không? Con mình đâu? Trời đất ơi, bây giờ bullet nó đang lùng tôi dữ lắm. Sao vậy? Bữa đó tôi ở trong Mỹ Đen, tôi quánh hai đứa con nó chưa biết sống chết. Trời ơi. Ráng tôi trốn đây chút đừng chỉ tôi đây nha. Trời ơi, em thấy chưa? Con Mỹ Đen mà nó quánh còn bán sống bán chết. Đừng có nói chi tới con của mình. Bây giờ mình trừng trị con nhỏ này sao đây em? Trời từng trừng hả? Nắm đầu giao cho cảnh sát chứ sao? Quyết định là như vậy để trừ hậu quản cho mọi người. Đúng vậy. Đi. Mệt. Hai chồng giờ giấu chút xíu chơi hèn đừng chỉ hả? Định đi lập công, xin lỗi tự thú, không để tôi tự thú đi. Tôi cũng coi như trong lòng tôi cũng xót xa, cắn rứt lắm rồi. Mệt con người tôi cũng có lương tâm chứ bộ. Mệt quá. Rảnh ông đứng đây coi. Làm gì vậy? Kêu bô lít cũng phải cho sang chứ. Phải đứng bô lít đi đâu. Bô lít, come in, I'm here. Trời ơi, mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp. Bắt nó lại. Trời ơi, đau. Ủa trời ơi, có nhau. Tới rồi kìa, bắt nó dậy cho cảnh sát lại lên. Còn kìa, trình diễn của Kỳ Quang Lê Tính và Trang Lan Lan đây là chấm dứt. Xin chồng kính chào tất cả quý vị.